Xin chào tất cả mọi người. Nay mình sẽ đọc thêm câu chuyện. Câu chuyện được mang tên là Thầy đồ lười nói dối. Một thầy đồ hay ngủ ngày nhưng lại bắt học trò phải thức mà làm bài. Ngủ là thầy đánh học trò tức quá mới hỏi. Chúng con học chữ có phải học cả tính nết của thầy, thầy ngủ ngày, sao thầy không giao cho chúng con ngủ ngày? Thầy trả lời liều, ta đâu có ngủ ngày, ta nằm chiêm bao để trò chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ. Một buổi kia, thầy ngủ trò cũng ngủ theo, thầy thức dậy trước, liền nay học trò dậy nắng, sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ trò thưa? Thưa đời chúng con có ngủ đâu, chúng con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đời chứ ạ. Thầy tức giận nói, vậy thì hai ngày nói gì với chúng mày? Trò trả lời, hai ngày bảo sao lâu nay không thấy thầy đến thăm. Chúng con trình rằng mới hôm qua thầy con có để đến thăm hai người kia mà. Hai ngài ngơ ngác nhìn nhau bảo, thế thì thầy chúng con nói dối rồi. Đọc sẽ kể tiếp câu chuyện là làm ma mẹ. Bọn chức sắc hương lý trong làng lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt. Thấy bà mẹ xiển vừa mới mất, chúng bắt phải làm ma, mời làng đến ăn uống. Nhà xiển nghèo làm đến khoai sắn còn không có ăn thì lấy gì làm ma. Nhưng không làm, chúng xé đuổi đi khỏi làng. Nghĩ được một mẹo, xiển bèn đi nói khéo với những tên chốt bu. Chả nói các cụ cũng thừa biết, nhà túng quá xin các cụ rộng lượng để được chôn cất ngày. Hôm nay cho mồ yên mà đẹp, còn việc ma trai xin các cụ cho khất đến tuần một sắp tới, vì còn phải vay mượn bà con xa gần, không còn gì phải kiếm con lợn dặm chục cân, mươi đầu sạm gạo xôi. Thấy nhà xiển nghèo túng thật, các đành cho khất vậy. Tuần mùng một tới, xiển mua chịu được một con lợn thật to, thật béo, nhà chủ giao hẹn 3 hôm sau phải trả đủ tiền. Xiển làm thịt ngay, rồi cất thịt vào trong buồng. Xiển nhờ người mời làng đúng chiều hôm ấy tối tới uống rượu. Khi làng đã tề tựu đông đủ, xiển mới đem ít mỡ bỏ vào xanh với 10 củ hành rán lên. Mùi mỡ bay ra thơm phức khiến làng đang ngồi la liệt trong cái dạp dựng ở ngoài sân cứ nuốt nước miếng ừng ực. Xiển bưng xanh mỡ cất đi, rồi lửa lúc không ai để ý, châm một mồi lửa lên mái bếp. Làng đang chờ cô bưng ra, sốt cả ruột bỗng nghe tiếng hô hoán nhìn ra thì thời cái bếp đang bốc cháy. Làng hoảng quá xôn xao ùn ra khỏi giặt, hầu hết những người đi đám điều quần tràng áo dài chỉnh tề, không dám xông vào chữa cháy. Bà con xóm giềng, kẻ xách thùng, người vác câu liêm chạy đến thì cái bếp đã thành một đống lửa. Xiển mặt mũi quần áo như ma lem, kêu khóc thảm thiết, ôi trời đất ơi, là trời đất, ôi cha mẹ ơi, là cha mẹ ơi, ôi làng nước ơi, là làng nước ơi, cháy mất hết cả bếp nước. Có cả cỗ bàn rồi còn lấy gì mà làm ma làm trai nữa, hi hi hi. Làng tưởng cỗ bàn trái thật, còn sơ múi gì nữa, không ai bảo ai, kể trước người sau ra về cả. Gà gái đêm ấy xiển gánh thịt lợn đi chợ xa bán, chiều hôm sau xiển mang tiền về trang trải xong nợ, còn thừa một ít mua ngay mấy cây tre làm lại cái bếp. Câu chuyện nữa là nói chữ. Nói chữ.
Anh nọ nghe lỏng người ta lúc ngồi ăn thường hay nói đến hai chữ tửu sắc. Anh biết tửu là rượu, còn sắc thì đoán là cơm, chả còn gì khác nữa. Một hôm có người mời ăn cố uống rượu ngà say, anh ta bảo bạn thôi bây giờ thì ông cho sắc ra đi. Thôi anh bạn, tưởng anh đòi xuống sóng. Cô đầu bền nói, cứ uống rượu đã, muốn có sắc thì sẽ có sắc thôi. Anh ta càng được thế khề khà, bao giờ tôi cũng thế, có tử thì phải có sắc mới được. Không có sắc cứ cồn vào trong bụng, không chịu nổi, đợi một lát không thấy bưng cơm ra. Anh ta sục, thôi ông bạn cho sắc ra đi thôi, còn chơi gì nữa. Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng lên cơm đi ra. Anh ta trông thấy một tay vỗ đùi, một tay chỉ liễn cơm bảo, có thể chứ, sắc đây rồi. Anh bạn tưởng anh kia điệu vợ mình, nói giận vừa đánh vừa mắng, à thằng này láo thật, mày muốn chim vợ ông hả? Câu chuyện tiếp theo nó là câu chuyện rượu kế. Một quan võ có tính sợ vợ, một hôm đang cầm cự với giặc ở bên Thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng sông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo. Quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn kế, kẻ đưa kế này người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư vốn dòng dô quặp tiến lại tâu rằng, trước mặt địch quân như gió báo, sau lưng phu quân như nước lũ, song lọt vào tay giặc không nguy, bằng lọt vào tay phu nhân, chỉ có nước tướng quân hàng giặc để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả. Ông tướng vỗ đùi khen, diệu kế, tuyệt diệu kế. Câu chuyện tiếp nữa là có đầu có đuôi. Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi, anh yêu con mèo con của chúng ta thế nào rồi? Chết rồi, trời, một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ. Chẳng hạn anh có thể nói nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất, rồi sau đó mới từ từ nói nó không còn nữa. Anh hiểu không? Anh hiểu rồi, anh yêu. Bây giờ anh cho biết mẹ em thế nào, mẹ trèo lên nóc nhà. Câu chuyện nữa là sợ vỡ mật. Hai người cùng sợ vợ lâu ngày thành bệnh, một người khạc da đầm đỏ, một người khạc da đầm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chúa bảo. Thầy bảo đầm đỏ mai còn hy vọng, chứ đầm xanh thì chịu không sao chữa được nữa, nên về mà lo hậu sự đi. Cả hai cùng hỏi thầy, sao đầm xanh đầm đỏ lại khác nhau như thế? Thầy nói, đầm đỏ tự phổi ra hoặc còn có phương cứu chữa, chứ đầm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào là cho lành được. Câu chuyện nữa là dê được chữa. Vâng, cái câu chuyện dê được chữa này mình sẽ kể vào phần video tiếp theo. Giờ mình sẽ xin dừng video ở đây. Xin hẹn mọi người vào video tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người.